cho mình ba nhãn này không ạ? Không, không đoán được ạ. Tiết mục đầu tiên đạt giải ấn tượng đó là tiết mục Tết Này Con Về. Xin được chúc mừng bạn. Xin chúc mừng bạn Phạm Thanh Tú. Tiết mục đạt giải ấn tượng thứ hai đó là tiết mục Fred Boy. Xin được chúc mừng bạn Nguyễn Thị Ngọc Mai. Và tiết mục cuối cùng đạt giải ấn tượng đó là tiết mục gì ạ? Sẽ chia từng khoảnh khắc với bạn Nguyễn Thị Thái Hoa. Bây giờ chúng ta chúc mừng cho ta tiếp tục đạt giải ấn tượng. Xin được trân trọng kính mời chị Đào Thị Phương Thảo đại diện ban giám khảo lên trao giải cho các bạn. Của cuộc thi BG Talent. Xin cảm ơn giám khảo Đào Thị Phương Thảo. Xin cảm ơn các bạn. Xin mời các bạn sẽ cùng tiến về phía sau. Và chúng ta sẽ cùng đến với hai giải phong cách. Sau đây sẽ là hai giải phong cách. Xin được chúc mừng tiết mục giải phong cách đầu tiên đó là tiết mục Sông Đắk Rông Mùa Xuân Về. Xin được chúc mừng bạn Đỗ Thanh Trung. Và tiết mục đạt giải phong cách thứ hai, xin được chúc mừng tiết mục Con Rồng Việt Nam. Xin được chúc mừng bạn Đỗ Hải Thanh. Vậy chúng ta đã có kết quả cuối cùng chưa ạ? Vậy giải tài năng thuộc về tiết mục Con Bướm Xuân. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Thị Mộng Thúy. Và xin mời các bạn sẽ cùng tiến lên phía trên để giải. Xin được trân trọng kính mời anh Huỳnh Ngọc Lâm đại diện ban giám khảo sẽ cùng lên trao. Và xin được trân trọng kính mời chị Nguyễn Thị Ngọc Đài chủ tịch công đoàn sẽ lên trao giải cho các bạn. Và trong buổi tiệc ngày hôm nay, chúng ta sẽ các tiết mục chúng ta sẽ được nhận biểu trưng và hiện kim các bạn sẽ liên hệ với công ty nhận sau. À, xin mời đại diện ban giám khảo sẽ trao biểu trưng cho các tiết mục ạ. Và xin mời ba tiết mục đại diện ấn tượng chúng ta cùng tiến lên phía trên để cùng chụp hình lưu niệm ạ. Và xin mời cả khán phòng chúng ta hãy cùng dành một tràng tay thật đầy nhiệt dành cho các tiết mục dự thi cuộc thi BG Talent mùa 2. Các bạn có đại lý muốn cùng tham gia với các tiết mục, xin mời lên sân khấu với các dữ liệu.